tử vi thứ tư ngày 27 tháng 12 năm 2023 của 12 con giáp tức ngày 15 tháng 11 năm 2023 âm lịch ngày Kỷ Mùi tháng Giáp Tý năm Quý Mão Xung ngày Đinh Sửu Ất Sửu xung tháng Mậu Ngọ Nhâm Ngọ Canh Dần canh thân thứ tư này con giáp nào gặp nhiều may mắn con giáp nào gặp họa tai ương. Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng, để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày vn 1. Tuổi tí ngày 27 tháng 12 năm 2023 tí gặp tương hại cục nên vận trình công việc không được suôn sẻ cho lắm, những ai không phải đi làm thì sẽ tránh được xui xẻo người nào phải bôn ba kiếm cơm thì hay bị bắt bẻ, gặp chúng khách hàng khó tính, hay khất nợ, bên cạnh đó cũng cần cẩn thận với đối thủ cạnh tranh. May mắn là tiền bạc khá tốt nhờ thiên tài trợ lực. Người nào có nghề tay trái, nối nghiệp gia đình sẽ gặp nhiều may mắn. Con giáp này không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Bản mệnh cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức để có được kết quả này. Đường tình cảm xuống dốc vì thổ thủy tương khác các cặp đôi dễ xung đột vì một vài chuyện nhỏ trong nhà. Người có gia đình không nên bỏ bê con cái. Các bạn cần quan tâm đến việc học của con nhiều hơn. Giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cắt tường, xanh dương, đen quý nhân phù trợ, thìn sửu. Hai Tuổi sửu ngày 27 tháng 12 năm 2023 tỷ kiên dáng đòn khiến sửu lao đao vì công việc. Ngồi không cũng dính mấy tin đồn nhảm của đồng nghiệp, hay bị nói xấu, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Vận trình tài lộc của bản mệnh không tốt vì Lâm Tương Sung. Lẽ ra mọi chuyện liên quan đến tiền không tồi tệ như vậy nếu như con giáp này nhờ vào người nhà một số người cẩn thận khi đi chơi kẻo làm rơi tiền, mất xe, mất giấy tờ quan trọng. Đường tình cảm tạm thời yên ổn nhờ hai hành thổ tương hòa. Lòng tin không đủ dẫn đến những hoài nghi. Hiểu lầm không đáng có trong gia đình. Tuổi này vốn sởi lời, ít chấp vặt nhưng hôm nay cần nhẫn nhịn vì sự vô duyên của một vài người. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cắt tường, kem. Vàng quý nhân phù trợ tị, dậu. 7 tháng 12 năm 2023 tuổi dần nhận được sự trợ lực từ chính quan nên làm việc gì cũng suôn sẻ. Bạn có thời gian nghỉ ngơi thoải mái sau một năm lao động vất vả. Bản mệnh có thể hy vọng những tin tốt đến với sự nghiệp của mình. Này cũng là ngày may mắn cho người tuổi dần về tiền bạc nếu có việc gì cần thực hiện thì nên tiến hành trong ngày hôm nay vận may về tiền bạc không được lâu, bạn phải chớp cơ hội nhưng cũng đừng vì thế mà tham lam đấy nhé. Tình cảm kém may mắn vì mộc khắc thổ. Dường như ai đó vẫn có những tức giận. Bực dọc với bạn mà chưa hóa giải được cảm xúc của họ. Đây là ngày để thẳng thắn đối mặt và tìm cách giải quyết đấy. Giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cắt tường, xanh lá, đỏ quý nhân phù trợ, ngọ, hợi, tuất. 4. Tuổi Mão ngày 27 tháng 12 năm 2023 vận trình công việc của bản mệnh trong ngày thứ 4 này lâm thiên quan nên không tốt cho lắm. Mão là con giáp giàu cảm xúc nhưng đừng để cảm xúc chi phối. Dẫn dắt khi làm việc. Tuổi này tránh vạ miệng, nóng nảy, dễ dính dáng vào pháp luật cấp trên, không hay cho lắm. Bù lại đường tài lộc khởi sắc nhờ tam hợp cục mọi khó khăn trong chuyện tiền bạc của bạn là chuyện nhỏ vì bạn rất giỏi nhờ vả xoay sở những ai có ý định bán xe mua xe giao dịch tiền bạc có thể làm trong hôm nay bói tử vi đường tình cảm kém may mắn vì mộc thổ tương khác dễ có tranh cãi xảy ra trong gia đình họ hàng người có con nhỏ thì cần để mắt tới con cái hơn trong những ngày thứ tư giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cắt tường, đen, xanh lá quý nhân phù trợ, hợi, mùi. Nam, tuổi thìn ngày 27 tháng 12 năm 2023 kiếp tài giáng họa khiến tuổi thìn dễ gặp trắc trở vì công việc. Ngồi yên cũng vướng vào những chuyện thị phi không đâu. Thời gian này bạn không nên kinh doanh lớn dễ bị cản trở. Hãy an phận với công việc hiện tại nhé thìn. Người tuổi thìn cần phải suy nghĩ một cách vô cùng thận trọng về những quyết định tiền bạc mà bạn làm ngày hôm nay. Khi bạn không làm ăn một cách cẩn trọng, có đầu có cuối thì bạn sẽ phải hối hận về sau đó. Vận tình cảm bình yên nhờ hai hành thổ tương hòa. Việc bạn vô tình gặp gỡ ai đó đôi khi là cơ hội để bước vào thế giới của họ và kết nối với nhau đó nha. Những người sắp tổ chức đám cưới có thể xem ngày tốt để bàn chuyện với cha mẹ hai bên từ bây giờ. Giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cắt tường vàng, đen quý nhân phù trợ dậu thân. bảy tháng 12 năm 2023 tỵ có chính Ấn nâng đỡ nên cũng đỡ vất vả trong công việc. Bạn là con người chín chắn, nhanh nhẹn trong công việc, không thích dườm già nên rất hợp buôn bán. Người làm công ăn lương được nghỉ ngơi nhưng nếu muốn thăng tiến có lẽ bạn cần tham vọng hơn nữa. Tài lộc thịnh vượng nhờ tam hội trợ mệnh. Những người làm công ăn lương có thu nhập ổn. Cộng thêm việc biết chi tiêu hợp lý, vun vén làm ăn nên cuối năm có tiền dư. Bạn có một ngày thư giãn bằng cách dùng tiền để mua niềm vui cho gia đình, bản thân đường tình duyên nở hoa vì hỏa thổ tương sinh. Bạn muốn yêu một người, yêu một cách bình thường nhưng không tầm thường. Bạn sống trong tình yêu thương và quan tâm của gia đình. Hãy biết hài lòng với hiện tại. Giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cắt tường, đỏ, nâu quý nhân phù trợ, sửu, dậu. 7 tuổi ngọ ngày 27 tháng 12 năm 2023 thiên ấn tọa mệnh giúp tuổi ngọ mạnh dạn hơn trước đám đông và dám đương đầu với thị phi trong công việc. Các bạn có tiếng nói uy lực mạnh mẽ, có duyên với mối làm ăn mới. Chuyện kinh doanh vô cùng thuận lợi nhưng cần chú ý đừng kiêu ngạo quá mức. Đường tiền bạc may mắn gặp tam hội cục nên ngọ có quý nhân giúp đỡ. Con giáp này có tiền thưởng, có quà cáp từ cơ quan tặng. Đường tài lộc rực sáng, con giáp này dễ dàng đón tiền bạc về nhà. Đường tình duyên may mắn hơn người nhờ hỏa sinh thổ. Đây là con giáp giỏi quan sát tinh tế, biết điều. Biết quan tâm đến người thân trong nhà. Gia đình bạn sắp sửa đón thêm thành viên mới hoặc có hỷ sự, đây là phước lớn của cả nhà. Giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cắt tường, hồng, đỏ quý nhân phù trợ. Tuất mùi. 8, tuổi mùi ngày 27 tháng 12 năm 2023 tỷ kiên giáng họa cho đường sự nghiệp của tuổi mùi hôm nay. Bạn không nên xuất ngoại tiến hành làm ăn lớn hay khai trương trong hôm nay. Điểm báo có tiểu nhân cạnh tranh cực rõ, đừng tin tưởng người khác quá kẻo có ngày ngã ngửa. Tài vận kém sắc mùi nên xem lại cách chi tiêu của bản thân gần đây. Bản mệnh vốn hiền lành trọng tình nghĩa nên hay cho vay tiền nhưng khó đòi lại được cuối năm rồi nên tiết kiệm giữ tiền đừng vung tiền linh tinh kẻo mất tết tình cảm ở mức bình ổn do hai hành thổ tương hòa con giáp này cần đối nội đối ngoại thật công bằng đừng thiên vị vợ chồng cần nói chuyện với nhau nhiều hơn hạn chế lên mạng xã hội đọc những tin tức tiêu cực ảnh hưởng đến tình cảm giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cắt tường, trắng, nâu quý nhân phù trợ, ngọ, hợi. 9, tuổi thân ngày 27 tháng 12 năm 2023 thương quan lâm vận khiến thân chật vật trong chuyện làm ăn. Ngày thứ tư gặp khách hàng khó tính, dễ có xung đột, cẩn thận dính đến pháp luật bạn có thể tốt với đồng nghiệp nhưng điều ngược lại thì không ai dám chắc chắn tiền bạc không thông cho lắm chú ý ăn uống tiết kiệm đừng tụ tập rồi chi tiền quá nhiều tiền bạc không mua được tình cảm đâu những người đang nợ tiền hoặc muốn đòi nợ tiền sẽ bị làm phiền trong hôm nay cục diện thổ sinh kim cho thấy đường tình cảm của con giáp này có dấu hiệu tiến triển thân có tình yêu đẹp được người ấy bảo vệ che chở làm bạn vô cùng hạnh phúc đây chính là tình yêu đích thực rồi. Một số người nhận được lời khen của những người xung quanh khiến bạn vui vẻ cả ngày. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cắt tường, bạc ánh kim quý nhân phù trợ thìn tí. Mười, tuổi dậu ngày 27 tháng 12 năm 2023 tử vi 12 con giáp hôm nay nói thực thần đem đến một ngày thoải mái cho tuổi dậu trong công việc đã qua cái tuổi rong chơi rồi bạn cần chuyên tâm làm việc thật tốt sắp tới con giáp này có thể lấy công chuộc tội cấp trên sẽ bỏ qua cho những tháng ngày mắc sai trái của bạn chuyện tiền bạc của bản mệnh vô cùng tốt đẹp cấp trên dù không nói ra nhưng rất ủng hộ bạn trong mọi quyết định có ý định tăng lương cho bạn nhiều người có lộc ăn uống tụ họp cùng gia đình bạn bè vô cùng thoải mái thổ kim tương sinh đem lại tín hiệu tốt cho người tuổi dậu. Có khi bạn nhường nhịn, không phải vì mình sai mà bởi không muốn xảy ra tranh chấp. Chỉ cần giữ được một trái tim lương thiện, thế giới của bạn sẽ ngày càng tươi đẹp hơn. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cắt tường, trắng, nâu quý nhân phù trợ, sửu, thìn. 11, tuổi tuất ngày 27 tháng 12 năm 2023 công việc của tuất hôm nay bị ảnh hưởng bởi kiếp tài nên không được như ý, cấp dưới, bạn bè làm ăn của bạn không nhiệt tình, không muốn bạn thành công. Bạn phải đối diện với nhiều tình huống khó xử gây bất lợi cho bản thân. Đường tiền bạc có áp lực vô hình khi lâm vào cục diện tương hình. Sở dĩ tâm trạng của bạn không tốt là do đang vướng víu nợ nần trục chặt tiền bạc một số người có ý định mở cửa hàng mua bán đồ đắt tiền trong hôm nay thì nên hoãn lại vận tình cảm của tuất rơi vào con đường bế tắc bạn còn hay cáu gắt với những người thân thiết đôi lúc rơi lệ không phải vì đau lòng mà do thấy mình bị oan ức không giải oan được sống tốt nhưng bạn hay gặp phải bạn bè xấu tính thích chơi xấu nhau ghen ghét nhau Giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cắt tường, nâu, đỏ tươi quý nhân phù trợ, ngọ, dần. 12. Tuổi hợi ngày 27 tháng 12 năm 2023 đường sự nghiệp của tuổi hợi may mắn có chính quan nâng đỡ nên bớt được rất nhiều xui xẻo. Người buôn bán kinh doanh có lộc, phát tài, làm ăn thuận lợi có thể tính đầu tư thêm vào các hạng mục khác để tiền bạc tiếp tục sinh sôi nảy nở. Người làm công ăn lương dễ có tin vui trong thời gian tới. Vận trình tài lộc thuận lợi hơn người nhờ tam hợp nâng đỡ. Chuyện làm ăn kinh doanh đang trên đà phát triển, bản mệnh thu về không ít tiền lãi cho mình. Này cũng là ngày đẹp để mua bán, nhập hàng. Đầu tư làm ăn, tình cảm không như ý vì thổ thủy tương khác. Những bạn chưa tìm được một nửa cho mình thì nên tích cực chủ động tìm kiếm nửa kia cho mình nhé. Bạn cũng đừng nghĩ và làm cho người khác quá nhiều kẻo sau này hối hận không kịp. Giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cắt tường trắng, cam